Tao nhớ con Lan quá. Lâu lắm rồi tao không thấy nó. Dạ, Lan phải đi làm xa cậu, để còn kiếm tiền về trị bệnh cho má của Lan nữa. Để tao xin má tao cho tiền. Má tao nhiều tiền lắm á. Lan không có lấy tiền của cậu đâu. Ê, con Huệ qua chơi với tao kìa. Huệ, vô đây chơi nè, vô đây. Chắc từ nay giờ sao tôi không được qua đây chơi nữa. Tí má tôi cấm rồi. Ủa, sao kỳ vậy? Con Lan nó đi rồi. Giờ mày không qua đây nữa thì ai chơi với tao? Không, tao không chịu đâu. Mày phải qua đây chơi với tao đi. Huệ, mày qua chơi với tao đi. Cậu đứng lên đi, cậu đừng có vậy mà. Cậu. Tao không mưu. Mày không mưu. Mày mới qua chơi với tao. Cậu ơi, cậu. Tôi qua chơi với cậu. Tôi hứa. Cậu hai. Thiệt hả? Mày qua đây chơi với tao hả? Bây giờ cậu ăn đi. Xong rồi á, tôi sẽ qua chơi với cậu với anh Thành sao? Vậy giờ mày về đi. Mai nhớ qua nha. Cậu, ăn cơm đi cậu. Tao muốn á, mày làm sao mà con Huệ qua đây ở chung với tao và mày luôn. Hả? Mày cũng vui.